Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem chợ Hà Tiên, thị xã Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang vào ban đêm như thế nào ha. Đây là chợ Bách Hóa Hà Tiên. Đây vào ban đêm. Đây là chợ đêm của Hà Tiên. Rất là đẹp. Đây rất là nhộn nhịp, bên phía bên đây là chợ cá đó, cái con đường này đi ra bờ sông. Giờ chúng ta quay xuống ha, hồi nữa chúng ta sẽ đi xuống dưới để đi dạo coi chợ đêm này như thế nào. Đây bán ba đồ lưu niệm rồi trái cây, đồ ăn giặt đồ rất là nhiều. Đang xuống đi chợ đêm ở Hà Tiên, Kiên Giang. Nhớ khóa cái điện thoại này nha. Nó trời cầm chúng đi. Đâu? Quay em miếng coi. Em miếng nè hả? Cho miếng lên YouTube ai. Lên YouTube thiệt đó chứ không phải giỡn chơi đâu. Giới thiệu chương trình được coi, giới thiệu với mấy bạn đây là chợ đêm của Hà Tiên nha. Rồi, có sẽ giới thiệu. Mình làm cái video mình giới thiệu luôn hả? Chào mấy bạn. Đây, nhắc này là đồ ăn rồi.